buổi diễn giả Kim Phương Dừa. Phương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Quý bà con bác thân mến, hiện tại thì Phương Dừa đang có mặt ở phường Bình Trị Đông A thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bà con bác, Phương Dừa đang đợi người nhà của bé Đạt, là bé bị ung thư mà bữa trước Phương Dừa có ra ngoài bệnh viện ung bướu ở ngoài Thủ Đức Phương Dừa thăm, và Phương Dừa gửi tiền của Mạnh Thường Quân với lại của Phương Dừa cũng được hơn mấy triệu cho bé đó. Thì Phương Dừa đăng clip lên thì cũng có nhiều ông bà cô chú anh chị cũng thương có gửi tiền cho Phương Dừa để gửi cho bé để bé điều trị bệnh. Dạ. Thì còn bé An á, thì là bữa Phương Dừa cũng có tới thăm rồi gặp ba bé mấy lần. Dạ. Lần đầu thì Phương Dừa chuyển tiền của Phương Dừa với lại của Mạnh Thường Quân cũng được 50 triệu. Rồi lần sau bà ông bác cũng thương rồi gửi cho Phương Dừa chuyển cho bé cũng được 4 mấy triệu. Rồi hôm nay bà ông bác lại tiếp tục gửi tiền cho Phương Dừa nữa để Phương Dừa chuyển cho bé An để bé điều trị bệnh. Dạ, tuy nhiên hiện tại thì bé An không còn điều trị bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy nữa bà ông bác, mà bé đã về dưới Đồng Tháp rồi. Đó, cho nên là chắc Phương Dừa sẽ chuyển khoản. Nhưng mà Phương Dừa cũng sẽ gọi điện cho anh Sáu Công để Phương Dừa hỏi thăm, rồi Phương Dừa sẽ thông tin đến anh là số tiền bao nhiêu để chuyển tới anh để cho anh nắm được để anh lo sắp xếp để điều trị cho bé. Với lại cũng cập nhật tình hình cho quý bọn bác nắm để quý bọn bác cũng mừng cho bé An. Phương Dừa đang đợi người nhà của bé Đạt ra rước Phương Dừa vô ở đây không biết chỗ nào trên. Đây Phương Dừa đang gọi anh Sáu Công. À, anh Sáu Công hả? Dạ. Anh với bé khỏe hả? Dạ, anh về với đi nhập viện luôn, anh đi đau quá tận luôn, có gì vừa nhập bữa nay vừa đau quá tận luôn, càng uống thuốc ren. Rồi giờ thuốc ren trong phòng mà giờ anh đi lên thuốc ren mà anh đỡ, anh không có ăn thuốc ren, đi đi lên đè máu lại bên trời. Dạ. Dạ. Ồ, sao cái điện thoại anh nói chuyện nhỏ quá ta, em nghe không rõ ta. Giờ sao nó nghe rõ chưa? Dạ, anh với bé về dưới nào vậy? Dạ về bệnh viện đó là bé đang trên đường về á. Dạ, dạ. Rồi đang nhập viện với Sa Đéc hay là Cao Lãnh anh? Dạ, Cao Lãnh, ngay trong Đa Khoa Sa Đéc. Dạ, à, bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc. Rồi bữa giờ điều trị. Dạ, giờ bữa triệu giờ điều trị sao Chợ Rẫy họ đưa về dưới điều trị để cho nó gần nhà cho chi phí thấp hơn hay sao anh? Dạ, chứ đưa về cho có đang gần nhà chứ để cho đỡ cho mình làm cho chưa mà. Dạ. Thấy về rồi có đang có mệt lắm nữa là chắc nó không em chắc có đang là em dọn rồi đang trên đang chở nó bị mệt á. Dạ, ba đang bị mệt lại anh. Dạ. Dạ. Chèn ơi. Rồi nhưng mà chắc mệt thì bác sĩ người ta cũng coi để người ta cũng dạ, điều ấy lại sắp xếp lại mà. Dạ, chị bị nó về cái tự nhiên người ta không biết đó, người ta rút máu cái ống hút đó đưa vô trong chỗ cai chủ quản đó. Dạ. Lúc sao máu nó dọn nó hút ra. Tôi nói chắc một cái nói cho em một cái trong cái phòng mà nằm đó, phòng hồi sức cấp cứu đó là tôi lúc nó chơi luôn. Dạ. Dạ, dạ. Là ở trên Chợ Rẫy là thấy khỏe khỏe rồi cho họ chuyển về dưới để điều trị. Dạ. Ở dạ. Bên ICU nó chuyển qua bên bên khoa nội thận. Được dạ. Mấy ngày cái họ nội thận nói bây giờ có gan nó khỏe rồi mà vẫn còn thở máy. Dạ. Rồi đưa về trên đường thở máy nói nó giật giật nhỏ chạy tới đây anh sợ muốn chết luôn. Dạ. Nói bị gì nó còn thở máy mà sao quên xin bác Hoàng ở lại bác Hoàng không chịu rồi cho bác Hoàng về như tỉnh không nói tự cho đỡ bác Hoàng cuối cùng về đây nhỏ đâm túi mồ luôn. Dạ thì cái đó cái chuyên môn của người ta nhiều khi người ta coi tình hình sức khỏe cho người ta sắp xếp dạ. Cho mình dạ chứ mình dạ. không nắm được mình cũng không có nói mình cũng phải mang ơn dạ. Ra chứ mình không nói ấy được. Dạ dạ đúng dạ. Rồi mà dạ. Cái mà vừa biết đi về anh cũng mà bữa đó là con thang máy đâu đâu có được đâu. Dạ. Kẹt chạy lên từ lầu 8 chạy xuống chạy lên lầu 8 chạy xuống được làm giấy tờ cho bác An mà trời dễ giờ. Dạ. Mà xe ở trong đó không có người đi đường đi theo cùng phải nghiệp của người thường đi trường ở ngoài là ta nó ăn hai cái tá rồi
chở mang về đây là tôi đâu có bằng mà tình thường tôi đi theo đây cũng đâu khỏe. Rồi về chạy đường về dưới đây nó đường nó xấu lắm, cái đường mà từ Mỹ Thuận về về tới Đông Anh sẽ đẹp, nó dặn dữ lắm. Rồi có mang nó bị mệt về tới đây cũng bữa nay mang chưa được khỏe lắm. Dạ 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 thôi cố gắng anh. Ờ, chi phí điều trị bữa giờ là còn không anh, là hết hay là hết rồi? Hết luôn hả? Dạ, tại vì tổng cộng bữa là nó ở bên Mỹ chung là nó 300 mấy. Rồi qua đổi mạch là mới có mấy ngày rồi dỗ được tôi của hàng đó là tổng cộng là 4-5 triệu. Dạ, dạ, dạ. Mấy dạ, dạ. À, cũng có một vài mạnh thường quân họ cũng gửi tiền về cho anh nè. Em tổng cộng lại nó là 12 triệu, 25 triệu, 25 triệu, 35 triệu, 35 triệu, 40, 42 triệu. Gửi cho Quốc An 42 triệu nữa. Em có số tài khoản anh rồi xíu em chuyển cho anh nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Không, của bà con của bác chứ không phải của em. Dạ. Nhưng mà nhờ em giúp đỡ cho Quốc An cũng trong Quốc An và gia đình cũng có em trong trọng tiếp giúp định cho Quốc An bây giờ là rất là đội ơn. Dạ 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 thưa anh đỡ dạ mà hơn những người mà bạn thân quân giúp em khỏe tròn trao thì nhiều người là gia đình anh. Dạ dạ cảm ơn anh. Dạ 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 vậy một xíu nữa em chuyển cho anh nha, em chuyển cho anh rồi có gì anh ra đó vừa nhìn nào vừa đi ngang sẽ đến vừa nhìn thấp của đang biết được. Dạ 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 anh là đội giới nghiệp chứ không. Dạ dạ dạ. À, dạ dạ. Em chuyển cho anh rồi anh có gì anh coi ra anh rút để anh đóng viện phí rồi cho điều trị cho Quốc An nha anh. Dạ 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 dạ. Dạ rồi anh cũng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Dạ gửi lời thăm Quốc An. Dạ. Tiền bữa hai bữa anh hết rồi tại vì đau bao tử ăn hết thường rồi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Vậy nhanh dạ báo anh vậy cái với lại cũng hỏi thăm anh để biết thông tin với lại để cho bà con bác của họ cũng nắm được họ cũng yên tâm. Dạ 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 dạ. Đúng là bệnh ngặt nghèo không bác, gần có 100 triệu mà không đâu vô đâu chứ. Dạ cũng hết sạch, bây giờ cũng may bà ông bác cũng cho thêm được 42 triệu nữa mà Phương vừa chuyển cho ảnh rồi, mà Phương vừa nghĩ chắc điều trị chắc cũng chừng 7-10 bữa chắc cũng hết nữa, mà biết sao giờ bà ông bác thương rồi bà ông bác giúp được bao nhiêu đó là mừng bao nhiêu rồi, nếu mà Phương vừa với bà ông bác mà không giúp được nhiêu đó là bữa giờ cũng không biết gia đình chạy chữa rồi sao nữa. Bà con cô bác thân mến, đây là cái xưởng của một người anh, đây là anh chủ nè đó, và ảnh là rồi ông xã của bà Lan đó, Lan là mẹ của bé Đạt đó, bữa nay mới gặp ông xã, rồi đây là con gái đó, rồi ba của bé Đạt là tên Tý. Tý à, Tí là làm ở đây lâu rồi, xong rồi anh này anh cho ở trong đây luôn đúng không anh? Ở đây anh làm cũng mười mấy năm hả anh? Làm lâu có tí phụ này cũng mấy năm. Anh làm thì lâu rồi, nhưng mà anh tí thì là phụ đây mấy năm rồi, giờ ở trong đây luôn. Trong đây luôn đó, rồi xong rồi bữa gái lên rồi ở chung, và hai mẹ con là ở bên bệnh viện ung bướu rồi không bác. Một bữa nay thì là nghe nói tình hình là bé Đạt là vô thuốc quá nhiều, cho nên là bệnh viện cho về đây để nghỉ ngơi đó. Bây giờ nguyên gia đình ở đây luôn hả Tí? Dạ ở đây luôn. Nhưng mà Tí nhỏ mình phải không? Nhỏ mấy tuổi. Tuổi không? Tuổi mèo phải không? Rồi bà xã về đây phụ luôn hả? Dạ em ở không rảnh cái là em cắt khuế phụ. Rồi ở trong đây ở rồi ăn với ảnh luôn hả? Anh lại đây ngồi, anh ngồi chơi nói chuyện dữ vậy, lại đây ngồi đi lại đây. Bữa giờ nghe nói anh nhiều, ôi tốt bụng quá trời. Lính chán mình mà dạ. Nói chuyện mình phải lo mình
Trời ơi. Ra được phần nào hay phần đó thì dạ. Bây giờ cái kinh nghe nói bên kinh thương á dạ. Hỗ trợ thì cũng mừng dạ. Kinh tế thì con nói chung ra cũng eo hẹp dạ. Mình thì hỗ trợ được phần nào thôi dạ. Nó cũng phải tự lo phải tự lo chứ nhưng mà anh tạo con việc làm gì là quá tốt rồi. Trong xưởng anh bao nhiêu người làm giờ cũng mất là khoảng 2K khoảng 10 người dạ. Là làm nhựa hả? Làm nhựa hả? Làm nó cũng chặt mỗi năm. Sản phẩm nó không có nhiều ha. Đơn hàng ít không à? Ít thì cái lợi nhuận giờ nó kém đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà công nhân làm là họ ở lại đây hết hay là họ ở trọ? Ở trọ chỉ có một mình Tí à? Tí là ở đây với anh luôn. Vậy là ở đây là đỡ tốn tiền nhà nè, ăn uống chung đây luôn. Lương nghe nói cũng đỡ lắm không anh? Cũng mười mấy triệu, khoảng 12-13 triệu. Làm tháng mười mấy triệu là cũng ngon rồi. Là thời buổi giờ mà kiếm công ăn chuyện làm mà lương mức đó là quá tốt rồi. Dạ. Rồi bữa giờ là anh ngoài làm rồi lãnh lương để lo cho con là anh cũng có cho mượn nữa. Rồi mượn về cũng có hỗ trợ con phải khá rồi đây. Anh nhiều vậy. Cứ gặp chồng mà. Chồng mà hả? Đạo, cái này chắc cũng làm chắc cũng mới nhiều năm mới trả nổi không? Bây giờ người ta cũng cái tai nạn bây giờ chủ yếu mình thấy mình lớn thì mình có thể mình duy trì này kia được, còn nó nhỏ mình thấy tội nghiệp quá. Dạ. Anh thứ mấy? Thứ tư. Tư. Đây là anh tư gì anh tư nhựa hả? Anh tên gì? Anh Phong hả? Cứ thấy nó nghe tin nó bệnh rồi đi xét nghiệm ông già vậy về cũng khóc. Dạ. Gắn bó anh mấy năm mình cũng thương dữ vậy là quý quá trời rồi. Người ơn luôn, vừa tạo con việc làm mà giờ cho mượn tiền, chỉ có chỗ mình chỗ anh thôi chứ vợ ở dưới quê gia đình rồi cũng đâu có mượn được ai đâu. Dạ. Ráng chạy dưới quê. Dạ. Thì cũng mang ơn anh quá trời. Rồi đây em đi làm theo ca hả? Dạ. Nay là em đi ca mấy? Ca ngày. Ca ngày một ca vậy chắc cũng 12 tiếng hả? Rồi ca đêm 12 tiếng. Rồi ở trong trong đó. Rồi tối Đạt về cũng ngủ đó luôn hả? Cổng lên. Hôm nay cổng lên luôn hả? Nay con thấy sao rồi Đạt? Hả? Không được khỏe lắm hả? Mới bơm tỉ 2 ngày. Làm gì em? Bơm tỉ. Bơm tỉ hả? Dạ, bơm vô tỉ sống. Bơm thuốc tại vì nó xâm nhập vô tỉ rồi. Rồi bác phải bơm thuốc vô tỉ sống. Rồi 1 tháng bơm 1 lần. Bữa giờ chắc cũng hết tiền rồi phải không? Chứ dễ gì anh nghĩ cầu vào 100 triệu nó cũng không đủ nữa. Được nhiều hay nhiều đúng không? Rồi con gái bữa giờ lên cũng chưa về ở lại đây luôn. Để tới giờ học thì đi về. Điện cô nói để bé chơi đi rồi khi nào tới gần câu trường cô điện cho hay đưa bé về. Năm sau vô lớp 1 hả? Dạ vô lớp 1. Vậy là bạn gái anh. Rồi về đây ở đây rồi khi nào mới qua lại bệnh viện? Dạ thứ 2 tuần tới. Tại vì đợt này nó vô thuốc vàng tới 10 lọ đó, 10 lọ vô một cái chai nước nửa lít, nó nặng quá, rồi bác phải cho nó ngơi lại tới 10 ngày, rồi mới đảo vô xét nghiệm máu, nó ổn thì bác đánh thuốc tiếp nữa. Rồi về quê chơi mà em sợ nó về quê, sợ nó thiếu máu rồi chạy lên không kịp. Ăn uống gì được không? Ăn uống gì được nổi không? Dạ không. Từ hôm bữa vô thuốc vàng tới nay là nghe mùi là ăn ấu. Bữa gặp anh còn khỏe hơn tươi hơn à? Dạ. Nó vô thuốc vàng nè, đợt này bác nói là nặng. Thuốc này nó nặng hơn thuốc chiến rồi nữa. Cho nên là nó mệt, nó ói, nó ăn không được. Nó nghe mùi cái là nó hôi. Tiền quá tính bỏ cuộc đó chứ. Tính chuyển qua thuốc nam. Nam hơn. Đó
đầu tình nào mấy chục á. Tôi thấy bây giờ chưa âm mà thấy nó lặn rồi, đến giờ gán theo. Gán theo. Chứ thuốc nào lấy sẵn hết trên rồi cho chịu không nổi không? Nhưng mà em đâu có này, bữa người ta báo tới theo tới 2 năm lận mà. Dạ, bác nói là thuốc tới điều trị tới 2 năm, kéo dài tới 2 năm. Hai năm thể nữa. Của con là khỏe ổn định đó. Còn nếu không khỏe gì, điều trị thuốc nam chứ bị ông bác ngoại em nói mấy chục mà tưởng đâu mấy chục làm có mấy chục cuối cùng tình mấy chục á, thành ra vì lỡ theo thuốc này rồi á, thành ra nó không có xài thuốc nam được. Dạ. À là không theo không xài trị mà xài thuốc nam. Dạ. Nó xài còn hai cái nó đụng không có được. Không được. Lỡ theo rồi phải không? Giờ theo có cũng nhiều. Rồi, dạ. Cũng gán. Dạ. Gán cũng rồi cũng bệnh sát thôi. Dạ. Anh còn phải nuôi nhân sự nữa. Gán thì tới cái giai đoạn này là thấy cũng mừng mà cũng đi đúng. Dạ. Nó xẹp xuống rồi còn 1-2-1 gì à. Dạ. Cứ cái mà lấy tỷ rồi cứ mà thiếu máu vô máu bịch máu mấy triệu bạc, cái gì nó cũng tiền không à. Vô điều trị liều cái thấy hết tháng lương, nhưng mà trong khả năng của em vậy thôi chứ em cũng đâu có thể làm ngày 24 tiếng được nổi đúng không, giờ mà làm nổi mà cũng làm để lo cho con đúng không, đâu có khả năng. Còn ảnh thì ảnh cũng công việc vậy thôi chứ ảnh cũng giúp vậy là quá tốt rồi chứ. Đâu dám nghĩ đâu, gán làm. Dạ. Gán làm chứ là chỉ có tiền. Thôi giờ cũng cầu anh nữa, làm ăn được khá khá. Chứ đâu bỏ để vợ đi tới lui chứ đâu dám nghỉ làm. Dạ. Làm chết. Phải còn cười phải lo làm chứ. Một người lo chăm bệnh, một người lo làm. Bây giờ vợ thì bỏ thì làm ở dưới, cũng mất hết nhưng mà một đầu nữa. Dạ. Còn phải có đứa chăm theo chăm nó bị khổ gì đó. Những cái bệnh bạn hậu quản không có tiền mà phải công ăn việc làm cũng phải bỏ. Bỏ. Mình về đây có anh hỗ trợ rồi cho ở đồ này cũng đỡ, nhưng mà không có ra ở nhà trọ đồ này kia cũng tốn tiền luôn mà. Đủ thứ không phải nghĩ lại cũng mấy trăm ngàn đó. Dạ. Dạ, nó khỏe cho nó về đây nghỉ con máy lạnh rồi nó ngủ cho nó khó cả hơi. Dạ. Máy nó chạy nó cũng êm chứ không có ồn lắm ha, máy cũng nhẹ nhẹ. Dạ, tối gì nó nghe chứ có hết chung. Dạ. Ở trong cái túi này là gì vậy? Anh đây là anh sản xuất mấy bịch này hả? Dạ. Này em làm cái này hả? Là làm trong đó luôn á. Đứng dập cái này hả? Anh làm cái này bao nhiêu năm rồi? Ba quỳ mười mấy chục năm rồi, chuyển qua này cũng gần chục năm. Dạ. Đó cuối về shop đi chợ rồi đó. Dạ. Cần rồi đánh nhiêu thuốc hả? Trời ơi. Hay trong mặt ha. Rồi bữa giờ tiền bạc sao? Bữa hăm mấy triệu cũng đâu tới đâu đâu. Dạ. Cũng mới mượn chú nữa. Mượn nữa hả? Dạ. Chứ đóng tiền tới cử đóng tiền rồi thiếu cũng đâu có được. Thì giờ ông xã ông bằng thì cứ tới từng tháng thì trừ được bao nhiêu thì trừ mới này mới đó. Mới chuyển cái đợt 10 triệu rồi tính. Dạ. 10 triệu về luôn. 10 triệu thì là trừ giờ trừ nhiêu, trừ tháng 6-7 triệu hả? Vì giờ đâu có trừ được. Giờ phải cho mượn, còn phải cho ứng lên cho lương nữa để được còn ăn uống rồi vô điều trị nữa chứ còn sau này con nó khỏe mạnh thì mình từ từ mới mai hả? Đúng không? Dạ. Mà đâu có bà con gì hết anh?
tí nữa xô vô xin anh làm thôi. Nói chung ra làm thì gắn bó nhau, hỗ trợ nhau, mến nhau đó. Dạ. Con cháu trong nhà. Dạ. Chứ nhiều khi cũng tùy theo người mình đâu có cho ở lại. À. Nhìn người ha. Nước nhiều vô. Rồi tụi mình thôi. Dạ. Thôi ở lại đồ coi rồi giùm anh. Đợi cũng có em cũng quản lý luôn hay là em cũng làm giống mọi người? Làm giống mọi người. Vậy hả? Chứ không làm thì coi phụ chú. Coi phụ chú giống như người trong nhà ấy ha. Cũng đi về nhà coi. À. Chiều ăn cơm nước gì chưa con? Sữa. Sữa hả? Nhớ nhà nhớ ông bà nội dữ à. Ông bà nội bữa giờ có lên thăm chưa? Chưa hả? Mất làm. Hả? Con muốn gì bà nội đó, mai cho. Mai cho hả? Sợ con về không khỏe, về dưới vô nhà mình ở sông sâu. Sợ thiếu máu, cái nửa chừng đó là chạy không kịp. Em sợ cái đó không dám. Bữa về rồi chú quay lên rồi có coi không? Nên mẹ con coi dạ. chú làm cái con cá chê tả bí lù gì đó con thấy ngon quá mẹ. Ngon quá hả? Khỏe đi, kêu ra mẹ mua con cá chê rồi làm món đó cho con ăn. Ăn không? Kêu mẹ làm. Đó, kêu mẹ làm mua con cá chê rồi mẹ làm tả bí lù của bánh tráng ăn. Bữa giờ có bà cô có gửi tiền, chú ra cũng tính qua để chú đưa cho con. Mà thấy bà con cô bác gửi lắc nhắc cho nên Phương Dược cứ đợi lâu cái Phương Dược gom đợi Phương Dược để ghé để trao cho cháu để cháu nó điều trị. Thì con ăn nhiều vô nó mới đỏ lại được. Nó khó chịu quá ăn nữa, nó uống gì nữa. Nó khó chịu. Bắt đầu vô thuốc ngày trước ngày sau là bắt đầu nó không ăn luôn. Giống bầm quá ha. Dạ đúng rồi. Bác nói là nó máu quá, nó phá quỷ, thuốc nó phá quỷ. Cũng nhiều dập cũng dò không ha. Dạ, gan dập dò, tay dò tím hết trơn. Tay hơi tay nó giống như nám ha. Kim không phải không? Lấy gan là cốt mặt gan. Không lấy hết chỗ rồi, cô lấy ngón tay, nó la. Cô nó không lấy cái giò đi, nó lấy giò sao con đi được. Mà đâu có đi đâu, vô thuốc đánh thuốc đó là nội trong 36 tiếng là không có đi được đi đâu luôn. Cứ việc vô bấm máy nằm hoài, cái nó năn nỉ bác sĩ, nói bác ơi cho con đi vài tiếng đồng hồ cũng được, nó bắt ngưng cho con đi. Cái ông nói rồi bác cho con ngưng vài tiếng, ngưng được buổi sáng, chiều vô thuốc tiếp tục nữa. Ngày hả 8 chai 7 chai 8 chai từ sáng tới chiều luôn. Giờ là trung bình tháng em điều trị khoảng bao nhiêu uống bao nhiêu? Dạ. Dạ rồi từng rồi là mới từng rồi là em đóng hết là 6 triệu, rồi từng trước đó là đóng hết 3 triệu mấy nữa, đóng tháng theo từng trung tháng cho con cũng khoảng 20 triệu hả? Dạ có hỏi hơn nữa, tại vì cái đó là tiền thanh toán trong viện phí thôi, còn cái tiền thuốc em mua ngoài nữa, trong bệnh viện nhiều khi không có thuốc, cái này cũng bên bảo hiểm sao không có thuốc rồi em phải mua ngoài. Một to bác đưa có khi 1 triệu ngoài, có 2 triệu, có 500-700, có tùy theo to. Hai chồng cũng không có biết cách. Giờ tới miệng đánh thuốc bác nó xong to rồi là em lo tới nhiều tiền rồi đó. Nhưng mà mình có biết được khoảng mấy tháng nữa không em? Như làm vậy khoảng mấy tháng nữa không? Em hỏi bác thì bác nói giờ cái thuốc của con đánh là mẹ đừng có hỏi là còn mấy to nữa. Bác không nói trước luôn. Tại tùy theo cơ thể của con. Thì nếu mà con nó đánh thì bác cứ theo dõi kiểm tra, khi kiểm tra hoàn toàn hết là con không có còn hạch không còn nữa thì bác sẽ cho ra duy trì. Chứ còn nói còn mấy to nữa bác là bác không có nói trước được.
bác không biết. Bác không dám nói trước không? Dạ. Nhiều khi nói còn chờ còn mà mấy to chừng nữa nó dạ, ra nhiều to cái mình. Dạ nó hết hết to hút đó, mà ví dụ còn 5 to, bác nói còn 5 to nữa, nhưng mà 5 to hết 5 to đó cái hạt của con nó chưa lặn. Nhưng mà đang là... điều trị đang chiều hướng là dạ, tốt. Dạ tốt. Dạ còn có cái mục bên đây nữa là nó còn cái xíu xíu à. Bữa đi siêu âm á. Rồi bác sĩ siêu âm nói là cái ổ bụng của con bữa nay tốt rồi mẹ, chỉ còn cái đường giống như là đường chảy máu thôi. Tốt rồi. Ừ, con cố gắng đi. Cố gắng là cha mẹ cũng lo này, rồi bác cũng thương nè. Đang... Bác thương bác lo quá trời. Nghe nói rồi là thấy không có tiền thấy bỏ cuộc chứ về thuốc nam thôi chứ sao giờ. Rồi bác sĩ cũng khuyên, bác sĩ nói cha với mẹ gắng cố gắng đi. Đi dài đúng không? Bây giờ thấy theo tới đây là thấy con tốt rồi. Gán bường theo. Giờ chỉ còn có mình anh thôi. Giờ chỉ còn ở nội ngoại là không còn ai. Thôi anh ơi, cái gì kệ đi, giúp gần mình con cháu, coi như con cháu mình giúp. Sau này có phước, biết đâu con mang chuyện làm nữa ổn. Có mà hỏi bác nói đâu có nhiều tiền đâu. Dạ. Mình tính khả năng mình cũng phụ được ha. Nhiều tiền đâu, mấy chục à. Mấy chục mình lo được ha. Chứ đâu phải mấy trăm được, nhiều khi mình tính mấy chục thôi là đi làm nữa đâu, điều trị ít nha, tới giờ té ra là cả năm, hai năm. À, dắt ban đầu cái hỏi bác sĩ nói là bạn có bao nhiêu, ông nói cả hai mấy triệu à. Rồi tới chừng mà bắt đầu vô to cái là cái cô điều dưỡng cộng lại số tiền là cô điều dưỡng nói là có thể 40 triệu. 40 triệu mà xong người thanh toán ra chín mấy triệu. 40 triệu là một đợt chứ bắt đầu chị vài đợt thôi, lúc kiểu dài ơi. Hoài lúc mới đi là mới đầu có cái chiều hướng là đi thuốc nam rồi đó. Nội tiền thuốc đỏ với tiền chống ói của con thôi là cũng 5 triệu. Tiền thuốc đỏ là hết 3 triệu mấy rồi, 3 triệu 8. Tiền cái lọ chống ói á là nó ói nhiều quá là 1 triệu 6 nữa. Khả năng sao bác chị nhiều nói mấy chục à. Nó 100, 200 là mình biết ha. Nó mấy chục giờ nó vô lỡ đeo rồi. Nhưng mà mình cũng không trách bác sĩ được. Tại ban đầu thì nhiều khi giờ đang vô dạ. Có khả năng không? Hỏi dạ. Ba má có khả năng không? Nó nói không có khả năng. Dạ. Nói vậy, thôi gắng đi rồi cho nó đi có mấy chục à. Dạ. Nghe nó mấy chục mà tưởng đâu mấy chục cũng được đi. Té mấy chục rồi tới này. Mấy chục là một tháng hả? À? Ngồi lên con nằm thụng xuống vậy đó nó mới đau đó. Nằm suốt ngày vậy ha? Nằm suốt. Không đi mỗi lần. Vậy về đây em ca nào làm còn ca nào phụ chăm nó chăm hả? Bố mẹ phụ. Ừ. Em làm. À. Cha làm em cho nó ăn uống rồi cái nó ngồi đây rồi em ngồi em cắt phế phụ hở vậy thôi chứ em đâu có làm gì đâu để chăm nội chăm nó không? Ăn uống. Phải nhiều khi mình thấy mình cũng bực nhưng mà tội nghiệp nó có đau về, đau về, nằm, nó giật chưa kịp lên phòng nó nằm dài với mấy cái bao này hỏi ăn gì cũng ăn uống gì cũng uống từ nó giật uống đâu biết ngon là những miệng nó lạc nhất mấy ngày mấy lần đầu vô thuốc đâu uống sữa nó còn uống nữa đau uống vô đau cũng không. Nhờ hẩm vô cho uống mẹ ép uống nước đó, bởi vì cái mồi chỉ lỡ cái đường này thôi. Bác nói 100% cái to thuốc này có thể lỡ miệng con nghe mẹ, kêu con uống nước nha. Ừ, bữa anh về anh thấy nhà em thấy cũng khang trang rồi. Thấy cũng nhà trong nhà cũng cửa đồ đạc cũng đầy đủ mà bữa nay bỏ cái nó bị xuống cấp á, nó không ai người chăm, bụi bặm hư không? Đúng không? Cho má cắt nhà phụ. Vậy hả? Không đó. Người này mới rồi kia mới. Chợ nữa mà già già thì con mới cắt thì cắt mới đây chừng quán 2 năm gì. Mấy năm. Chưa ở được con nó bệnh. Này
biết luôn á, biết trước nó đỡ quá trời, không biết luôn. Đấy mà em đem đi Nhi Đồng, em đi xin thiết á, bắt đầu xin thiết á, đi khám cho siêu âm, trong cái Nhi Đồng chủ một tuần lễ tốt, không hết. Vô lần thứ hai nữa, cái ông kêu đi xin thiết đi, mổ ra cái là ông cái ngộ làm giấy, ông kêu qua bữa sau chuyện gì rồi đó, chưa biết gì luôn. Ra tới mãi là bác sĩ kêu ba mẹ vô phòng nói chuyện, nói ra cái là về mặt ngửa luôn. Người làm làm mình đi làm xưa giờ lo con cái rồi cái ăn mặc đó, không có dự phòng gì nhiều, hạch bình thường gì nhà nha. Cửa kính đáo rồi, giờ chỉ làm lo được cái nhà ăn, mừng uống ha. Con thôi chỉ là được rồi, ai về nó dướng được dạ. Ngày cũng có tay mà em cũng may mắn cũng có dạ. Ông anh cũng hỗ trợ công an chuyện làm nó ổn định cho em chứ thôi mà, giờ mà bà xã em mà nghỉ em mà không có công chuyện làm nữa là khổ sở luôn. Bữa giờ ở dưới quê và ở dưới mấy cô mấy chú có xin được gì thêm không? Cô mấy chú dưới vất vả quá, dưới nhiều quá. Mà cái bảo hiểm mà bữa hổm cô bí thư cô điện cô nói với em là cái bảo hiểm á là phải có cái tờ giấy ghi vô trọng là bị ung thư hay là ung thư máu gì đó, phải ghi ra cái chữ ung thư mới được, giai đoạn cuối là mấy nằm được hỗ trợ trong cái bảo hiểm xã hội đó là mới được cái tờ giấy bảo hiểm miễn 100%. Mà em hỏi bác sĩ nó đâu có ghi đó vậy được, bác chỉ ghi theo cái ở trên bệnh viện này thôi chứ bác đâu có ghi theo cái chữ ra là ung thư giai đoạn cuối được. Mà dưới phải yêu cầu như vậy, rồi hôm nay điện em nói là em trả lời như vậy, rồi cô đó nên tin em cũng biết làm được không. Mỗi bên có một cái nguyên tắc dạ. Mỗi khổ cô nói có là quy định cô này cần trong cái gì, quy định đó không có cái tên đó cho nên là không được, phải có cái tên là ung thư giai đoạn cuối chứ để bệnh chung chung thì người ta không có xin được dạ. Không cái để chỉ để là cái bị hạch lympho trong nằm trong giai đoạn là C83 là giai đoạn mình gọi là bác nói là giai đoạn theo như cách bên gọi là giai đoạn 4 là giai đoạn cuối em gắng liên hệ hai bên coi sao để xin được cho cháu về là sao để, cho nó em nãy giờ đưa nó để đưa bé này về quê rồi em chạy ra em hỏi thôi tại vì bệnh viện thì họ cũng có cái quy tắc ghi bệnh lý của họ vậy dạ. Chứ ghi cái kia thì ra nó không đúng. Còn dưới xã thì họ cần phải ghi đúng ra. Các mẹ đồ ai cũng làm được hết trơn á. Cũng là bác cũng ghi gan vậy. Cũng ai cũng làm được mà sao cái xã mình sao làm không được. Thì em hỏi là em hỏi đi em giải thích. Em làm hỏi giải thích. Chứ ở dưới xã địa phương là mấy chị cũng thương mà. Mấy chị cũng hỗ trợ hết mình. Chị có dẫn anh tới luôn mà. Dạ đúng rồi. Chứ mấy chị cũng hỗ trợ vậy. Em nói là em về làm không được đó, mấy chị kêu gửi hồ sơ qua đi rồi chú chị làm cho. Thì coi như mấy chị làm sao có cách nào để ghi để cho nó hợp lý á, nhiều khi mỗi nơi mỗi quy định mình không biết được. Dạ như gì giờ đâu. Mấy chị đưa hỗ trợ cho mình. Đâu rồi chú. Nè bữa nay có một cô hai người, một cô gửi 20 triệu với một cô gửi thêm 2 triệu nữa. Con nè, chú tính chuyển khoản mà thôi để chú tranh thủ chú qua chú thăm luôn rồi chú chuyển cho con này chắc cũng như chắc chừng không tới tháng thôi nhưng mà được hay nhiều hay nhiều hay nhiều em à. Có tiền lo cho con, anh nói mẹ ơi con lãnh con lấy vậy mốt con mắc nợ, nói thì mai mốt con lớn con hết bệnh rồi cái con làm con có tiền con giúp lại người khác. Đâu có gì đâu mắc nợ con ơi, ông bà cô chú thương mình hỗ trợ cho mình, mình miễn mình khỏe là tốt nhất, mình chừng nào mình khỏe là mình không có mắc nợ. Giúp cho người khác ha. Con gắng cố gắng nè, cầm tiền nè, cảm ơn ông bà cô chú. Con nói cảm ơn. Đây để chú được cái micro cho nói chuyện cho không nghe nè. Nè nói chuyện với ông bà cô chú nè. Đó. Con nói lại đi.
con cảm ơn mời cô chú. Dạ con xin cảm ơn ông bà và cô chú và Mạnh Thường Quân đã giúp cho con có một cái kinh phí để mà trị bệnh. Con sau này con hết bệnh rồi, con học giỏi để mà con giúp lại mọi người khổ hơn con. Con khỏe là mọi người thấy, nếu mà ngày thường mà được chừng mười mấy 20 triệu chắc xài cả năm ha. Dạ. Còn vô bệnh viện dưới quê là xài vô bệnh viện là chừng viện ăn xài không nhiều mà vô bệnh viện tiền thuốc là nhiều nhiều là thuốc là nhiều cảm ứng à cho chút sức lại nghe ứng ăn khổ vậy đó. An ở dưới gần nhà con bữa chú với bà con bác cho gần 100 triệu, bữa nay bà con bác cho cũng gần 40 mấy triệu nữa mà An xài còn nhanh hơn con nữa. Dạ đúng rồi, thấy mà bữa nay về dưới quê rồi nhưng mà bữa nay sức khỏe cũng không ổn đâu, vẫn còn nằm thở máy. Nói chung bà con bác cũng thương cũng giúp đó, mà bữa là xin làm báo bác sĩ bệnh viện báo cũng cần khoảng 200 triệu để phẫu thuật để điều trị để cho khỏe, mà bữa nay đã giúp được, không biết bữa giờ không biết bà con bác có chuyển vô tài khoản ảnh không dù biết chứ bữa giờ hai lần với hôm nay nữa là khoảng 140 gì đó người ta cho gần 140 rồi đó, một số tiền mà khá lớn. Còn bé Đạt bữa giờ là cũng được bốn mấy. Dạ bốn mấy. Nhưng mà bà con bác cũng thấy vô bệnh viện mọi cái thứ gì nhiều khi mình đi ăn uống 100-200 ngàn đắn đo suy nghĩ, chứ còn vô bệnh viện là tiền chục triệu 20 triệu phải chi. Cho nên con cố gắng nha, cố gắng. Nói chung cái ý chí của mình quan trọng lắm. Mà con nhỏ chứ không biết con hình dung được không, nhưng mà ý chí cái tinh thần lạc quan nó quan trọng, nó giúp cho mình chiến thắng được bệnh tật. Còn con mà con không ăn uống gì là bác sĩ có giỏi cách mấy hoặc là thuốc có hay cách mấy cũng không, con không là điều trị được nữa. À, không được đúng không? Gán cố gắng nuốt vô, mình thấy không ngon nhưng mà gán nuốt vô. Gán cố gắng con. Vô con nằm hồi là nhỏ cái hồi nó. Ăn vô không được mà hối nữa không? Thôi nhiêu đây coi chắc bà con bác giúp con được tháng, còn khi nào bà con bác có giúp thêm được nữa thì con chú gửi lại cho con ha, gắng điều trị. Em cũng cảm ơn ông bà cô bác Quý Minh Thần Quân đã giúp cho con em có số tiền để trị bệnh, em cảm ơn nhiều và em cũng cảm ơn anh Cương Dừa tới có duyên mới giúp con em được vậy, em cảm ơn rất nhiều. Cũng có mấy hoàn cảnh cũng đang khó khăn lắm, cũng đang nằm viện cũng như là rất là ngặt nghèo, cũng đang nhờ anh bây giờ bệnh hoạn rớt vô hoàn cảnh khó khăn không mà bắt mình giúp cũng không sợ, có duyên được đứa nào thì giúp đứa đó. Dạ rồi thôi, cũng cảm ơn quý bà con bác rất nhiều nha, cảm ơn ông anh rất là nhiều. Tính ra ông anh đó là mà người mà là giúp cho bé Đạt là nhiều nhất á. Dạ. Cũng hy vọng là công ăn chuyện làm của anh nó được trôi chảy hơn, lợi được nhiều hơn để có tiền để cho cháu nó mượn, sau này về cháu nó mần rồi nó gửi lại. Dạ rồi thôi, cũng vừa cảm ơn, dạ, kính chúc con bác nhiều sức khỏe, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.